trả lời là không, kẹp có phải là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ có trong cái hồ sơ đăng ký. Thì để rút ngắn thời gian, thì tôi sẽ dùng cái hình ảnh của mình và bằng cái bản chiếc bản của tôi. Mặc dù là nó xấu, nhưng mà những cái chuyện cũng biết được cái gì, và cái là tôi sẽ chú thích cho kiểu cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái dụng cụ thiết bị mà cái chuyện học và tiếp theo của thầy họ, đó là sách kính nhỏ thì nâng cao, là cái ví dụ điển hình. Thì trong cái chương sách kiến này, cái chương mà sách kính nhỏ thì nâng cao là chương quan trọng nhất. Thì nếu mà chị dùng những cái định nghĩa ban đầu của tôi về định nghĩa sách kiến là gì, pha tỉnh là gì, pha động gì, cây chỉ là gì, rửa trải là gì, trong cơ giới là gì, thì nó dùng cho thì sách tất cả các cơ giới sách kiến nói chung. Nhưng cái phần tiếp theo muốn nói là nếu chị dùng sách kiến trọng được nâng cao á, thì chúng ta cần phải trang bị một cái bít nó đẹp. Thì lý do tại sao phải bít nó đẹp, bởi vì nếu chị không làm được cái này thì kết quả nó rất là tồn tại, nó không phải là đánh giá bình thường được. Và trong cái chương này trước đây tôi sẽ dạy chung với chương sách kiến động nâng cao, nhưng mà bây giờ cách làm hai bài, vì vậy tôi sẽ dạy cái phần này tôi sách kiến cộng với cái một cái bít đẹp thì như là đẹp. Sau đó thầy họ sẽ chi tiết là cái bít đẹp đó chúng ta sẽ bình thường định tính và chúng ta xử lý như thế nào. Bây giờ chúng ta qua cái sách kỹ năng nâng cao. Thì sách kỹ năng nâng cao là gì? Bây giờ thì hình dung sách kỹ ban đầu ta học là hình ảnh có một cái cây cột. Thì tôi nói sao có một cái cây cột? Cây cột này trong đây nó nồi với chất gọi là ba tỉnh ban đầu. Ba tỉnh, ba tỉnh. Sau đó chúng ta cho chất chúng ta vào cái chất nghe đi đây và trong đây nó đi vào cái ba tỉnh này và nó đi ra ra đây là cái hỗn hợp, ở đó nó đi ra đây là ra chất E cộng với chất B, không kịp từ hỗn hợp AB nè, hỗn hợp AB để đi vào cái cột này đi ra chất E chất B. Nhưng mà nếu mà đi ra như vậy thì sau khi hiện lên màn hình, hiện lên màn hình ngay chất A, chất B, ok, như vậy. Rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng tôi để tự do như này thì chất A, chất B tất dựa vào cái áp lực của dòng nước chảy của khoa động từ trên chảy xuống, đúng không? Như thì chúng tôi là có cái dòng nước mà chúng ta khoa động chúng ta bỏ vào nó chạy nhanh hay là chạy chậm thì chất A, chất B này sẽ rất là nhanh hay ra chạy chậm. Vì nếu mà ta để tự nhiên như vậy thì nó mất thời gian quá. Tại vì nhiều khi ta để cái ngày, hai ngày, nó chưa tách ra nữa thì để xúc tác cho quá trình chuyển nhanh hơn. Và cái nào giờ? Nhanh hơn thì chúng ta mới dùng cái đồ bơm xe đạp đó. Bơm xe đạp như không? Bơm ngày xưa mà đẩy á. Chúng ta bơm lên đây. Bơm hai lên đây nó đẩy xuống. Nhà nó bơm đẩy mạnh như thế này. Như vậy thì cái chất nghe bơi để đi ra nhanh hơn, mở do nhanh hơn, nó gọi là chất chiến đấu, chuyển nhanh cao. Vì là chất di động điện cao là bơi vào cái cột của điểm tầm dưới máy bơm xe đạp. Thì cái máy nó mất tiền cái chỗ là cái bơm xe đạp này nó bơm chiều tay lắm, bơm chiều lắm, bơm ổn định lắm, người bơm không được còn dưới nó, cho nên nó mất tiền của tiền cái bơm này, bơm ổn định thôi, đúng không chị? Tôi ổn định có nghĩa là ta không thích ngày này gây phải giống gì, ngày sau gây giống gì. Còn cái gì bơm đó là lúc mạnh tay lúc này thì nghe tay kết quả ra lúc nhanh lúc chậm không được. Xong, sách kỹ năng nâng cao được không? Thì sau khi chị dùng cái bơm này chị bơm ra thì chị có nghe là chất E ra trước và chất B đó nó ra sao? Thì chất E ra trước ta sẽ canh thời gian 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút thì nó ra và canh. Và muốn canh được là phải có gì ta coi được. Nhìn nó không gì? Sao biết nó ra được? Thì nó cũng phải có cái đầu dò, cái đầu dò U quýt, đầu dò, đi nghe, không phải đầu dò em hết, 130 cái này thì không gì? Chắc chắn nó có nhìn được không? Có thấy được không? Không, nó đi cắt cho thôi. Nhưng mà nó thấy được thì bắt buộc phải có cái đầu. Đầu dò. Đầu dò thì vì chất nghe nó nghe 3 phút, 5 phút, 6 phút gì đó thì cái thời gian chất nghe nghe là gọi là thời gian đu của chất nghe. Và thời gian chất bê nghe là thời gian đu của chất bê. Thời gian đu. Và cái thời gian đu này cho cái bê nó ổn định, không thay đổi. Đó là thời gian đu của từng chất là đặc trưng riêng cho chất đó.
tập trung nhiên cho chúng đó. Ở đó bài gian lô dùng để tịnh tính. Chứ ngoài thì chị thấy là các thức kệ có nhiều chất. Khi cô phân tích ra 1, 2, 3, 4 chất, câu hỏi được ra là làm sao biết được cái chất này tên gì, chất này tên gì. Thì ta sẽ dựa vào gian lô của nó. Bằng cách là người ta sẽ tra cứu trong cái bảng gian lô. Câu những chất là phía trước thời gian lô á, trong cái cùng điều kiện á, ta thấy rằng là ở thời gian 3 phút, đó chính là Gabonic hoặc là Canen chẳng hạn, thì ta sẽ biết đây là Gabonic hoặc là Canen. Còn 5 phút chúng ta anh tra cứu thì nó sẽ hiện ra chắc đó. Thì hệ gian lô dùng để trình tính hả? Chất di động thì nâng cao là cái bộ tổng với máy bơm, xe đạp. Còn thời gian lô là thời gian nó xuất hiện dùng để trình tính. Bây giờ thì thấy rằng là khi nó bơm lên vậy thì có chất thì nó cao như này, có chất thì nó bự như này. Thì ta tính cái diện tích của nó. Đây, chỗ này đây, cái diện tích này. Rồi. Thì cái diện tích này, cái hiệu gì đó, hiệu đó thì ta gọi là diện tích tĩnh. Vì vậy thì cái chất có nồng độ càng nhiều thì diện tích tĩnh thì sao? Càng cao càng thấp. Càng cao. Nếu mà chất này càng thấp thì diện tích tĩnh thì sẽ càng thấp. Như vậy thì diện tích tĩnh dùng để trình lượng. Thời gian đô dùng để trình tính, diện tích tĩnh dùng để trình lượng. Nhưng mà chị thấy rằng là nếu mà định tính được á, muốn mà tính định được, muốn định lượng được, muốn định lượng được thì đòi hỏi cái biết thì nó phải có hình giống như hình tam giác. Bây giờ hình chung cái này lỡ mình nó không ra hình tam giác, không ra hình này được không? Không. Thì hiện tại cho nó là cái hình tam giác định lượng được thì nó sẽ có cái hông số và hông số hệ số bắt đầu với cái đó. Đó là hết, hãy cho bắt đối. Hãy cho bắt đối là chúng ta sẽ coi biết tiền nó có căng nổi không, căng nổi không. Nghĩa là nó sẽ chia đôi này, nó đến con nửa này, chia con nửa này. Ok, thì căng nổi như sao? Hai cái thằng này nó có xuống nhau, nó xuống nhau, nó đẹp, nó xuống nhau đẹp. Thì nếu mà đẹp nó phải bằng mấy? Còn mấy có xuống nhau họ đẹp không mấy? Còn ngõ hai bên bằng nhau, chia là tôi chia hai bên bằng nhau, có xuống nhau đẹp. Thì đẹp nhất bên đó là bạn bằng ngõ. Nhưng mà nhiều khi mà tiến qua hậu mà trình độ không khó quá. Bây giờ mấy người nào á hậu chơi luôn. Còn này chừng xíu là được rồi. Nhưng mà thì để cho phải định lượng được nhiều chất mà không quá khắt khe thì ta sẽ cho thằng này là từ 0.8 đến 1.5 thì có kẹt 0.8 đến 1.5. Có người thắc mắc tôi sẽ hỏi là 0.5 đến 1.5 là 0.8 đến 1.5 thì nó giống như thế này nè. Kể cho nó đẹp thì nó phải là 0.8 tới 1.5. Nếu mà nó nhỏ hơn 0.8 là không đạt, nó trên 1.5 là không có đạt, không đạt hay không đẹp đó. Tại nghĩ như vậy thì nó có xu hướng là nó thích những người mặc, nó thích những người lớn. Hướng gì đứng trước, hướng gì đứng trước. Nghĩa là cái này thích hơn. Con ta có xu hướng là hướng gì đứng trước, con ta không thích chạy lùi. Kẹt tái thì kẹt tái không thích hướng. Đó thì kẹt tái thì nó sẽ chịu hơn, thì mình phải chọn 1.5. Để giải thích cho mấy người đã thắc mắc là tại sao 0.5, không phải là 0.5, có 1.5 là 0.8. Vì vậy để con có biết nó kẹt không, có dựa vào hệ số mặt đối để biết con định tính dựa vào thời gian lô để định lượng. Chẳng còn 3 cái rồi, còn 2 cái thôi, 2 cái nữa. Ok, nó còn có 3 cái, con cái cuối của nó nha. Bây giờ nếu như mà hai cái biết thì nó chính là gì nè, chính là gì thì chúng ta định lượng được không? Không, không được. Tại dưới này ta không biết được phần chồng bên nhau bao nhiêu, ta định lượng không được. Thì đòi hỏi hai cái biết thì phải tách ra, xa ra. Thì cái mà không số để cho nó xa ra, đó ta gọi là hệ số phân giải em nữa. Ok. Thì RS nghĩa là nó tính cái thời gian lưu của cái bit này chia cho thời gian lưu của cái kia. Nếu mà hai cái thời gian lưu mà nó trùng nhau, có nghĩa là cái RS sẽ bằng mấy? Bằng 1. Vì hiện tại hai thời gian lưu thì nó khác nhau, thì RS nó phải các bộ không
thường nó phải là lớn hơn cho hơn một, tại vì nếu mà càng nhỏ hơn một thì càng dính nhau, thì dính nhau thì em đó phải lớn hơn cho hơn một, lớn hơn một thì em sẽ tắt ra. Nhưng mà cuộc đời không phải chỉ có chất A, chất B không, thì đúng không? Cái chị đẩy vô đây nè, cái chị đẩy vô đây thì chị chất A nó có chất A, chất B. Nhưng mà chị muốn đẩy cái số thì chị phải đi một phần nữa, gọi là hai gì? Hoa động. Hoa động chị phải có hoa động vô. Hoa động giống như cái xe, nó kéo cái gì đi, đẩy nó đi, xúc tác cho nó đi. Nhưng mà câu hỏi là hoa động nó có bị phát hiện không? Đó, không phát hiện luôn. Không biết nữa, biết này mà biết hoa động. Rồi cây nó phải cao, nhưng mà cái biết hoạt động này, nhưng mà nó trùng với biết của chất A, chất B được không? Không được, bắt buộc phải tách ra. Thì cái thông số để cho cái chất hoạt động này tách ra khỏi chất A, chất B này, nó gọi là hệ số quân độ K7. K7 thì yêu cầu K7 cũng phải lớn không? Lớn hơn 1. Hệ số quân độ có người hỏi tôi là tại sao gọi nó hệ số quân độ không gọi nó hệ số khác, thì cũng giống như là tại sao gọi anh này Nguyễn Nhân A không gọi là Nguyễn B á, giống vậy.